Má Tư Quốc Thanh đã công khai hình ảnh căn biệt thự của nghệ sĩ Vũ Linh bị hai em của mình đem vào trò đỏ đen. Trong một cuộc phỏng vấn, Má Tư Quốc Thanh đã chia sẻ hai nghệ sĩ báo hại là em của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, không chỉ một mà đã rất nhiều lần gây nợ, buộc anh trai của mình phải trả giúp. Má Tư nhớ như in, cột mốc năm 1990, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hốc hụi được 300 triệu đồng. 300 triệu đồng vào thời điểm đó có giá trị rất lớn so với thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, khi cố nghệ sĩ vừa lấy tiền về, thậm chí còn chưa kịp mở ra xem thì bà Sáu Bào đã xỏ tóc đi bằng đầu gối vào khóc lóc gian sinh anh Năm cho hơn 100 triệu để trả nợ. Thương em, cô nghệ sĩ đứt ruột móc tiền ra cho, nhưng con em vừa đi ra khỏi cửa, nó đã nháy mắt báo hiệu cho thằng em bãi báo. Thế là chỗ hai chị em lưng phiên nhau xin tiền, con chị hơn 100 triệu thì thằng em cũng không kém cạnh. Vậy là trong vài phút số tiền hụi 300 triệu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chỉ còn lại chưa tới 50 triệu. Không báo đơn, báo lẻ, sáu bào, bảy báo còn xong kiếm hợp bích để báo của, báo đời anh mình. Một lần khác, chủ nợ còn hăm dọa xử lý ông bảy báo ngay tại đoàn cải lương. Thế vậy, cậu Năm phải lấy hàng trăm triệu những đồng tiền xương máu của mình để trả nợ cho đứa em thứ bảy. Liên tục phải trả nợ mà bản thân lại không đi vay. Cố nghệ sĩ đã cứng tay tuyên bố không bao giờ trả nợ cho hai đứa em đổ đốn này nữa. Bích cửa vào tiền mặt của anh Năm Thế là chúng đã chuyển hướng đưa anh Năm vào chuyện đã rồi để bán căn nhà gắn nợ cho chúng. Sau khi bốn căn nhà không cánh mà bay, rồi chuyện gì đến cũng đến. Căn nhà từ đường là mục tiêu tiếp theo của chị em báo đời này. Sau nhiều lần gây nợ, tiễn luôn ông bà Tổ tiên ra đường. Anh Năm vẫn không đành lòng để hai em lan bạc. Năm 1997, nghệ sĩ mua một căn nhà khác giá 80 lượng vàng cho hai chị em có nơi ở đàng hoàng. Nhưng có ai ngờ, ở chưa được bao lâu thì chủ nợ tìm đến đập phá tạc sơn đòi trả nợ thế vậy vũ linh mới lấy lại căn nhà và yêu cầu hai em dọn đi hai chị em còn mượn nợ lãi cao của đàn em trúc mẫu hậu vợ của ông Nam cam khiến đích thân vũ linh phải đến gặp trúc mẫu hậu vợ của Nam cam theo chia sẻ của má tư vũ linh đã không dám ngồi chỉ đứng khóc ngay trong bữa tiệc để xin cô giảm bớt tiền lãi mà xin trả tiền gốc cho em chú đã vay lãi cao thương quá đau lòng quá ai cũng có một lần sống là kiếp trước chú đã mắc nợ họ nên kiếp này chú khổ đến cuối đời bệnh sắp chết không dám đi diện vì sợ ở nhà lũ em bài trò cho bay căn nhà mà chú chắc chiêu dành dụng cho con cho cháu Giây phút cuối ở cõi tạm chú vẫn nôn nốt sống trong lo sợ và đến khi đã sang thế giới bên kia hương hồn vẫn không được thanh thản má tư đã chia sẻ hình ảnh một căn biệt thự trong số năm căn của vũ linh từng phải bán để trả nợ cho hai chị em kèm với dòng chia sẻ căn biệt thự lý tưởng của cố nghệ sĩ vì tình thân huynh đệ hôm nay ra thế này chỉ còn cái nóc với cái nền dưới phần bình luận má tư cũng cho biết thêm vì căn biệt thự này mà cố nghệ sĩ không ăn không ngủ mấy ngày mấy đêm theo hình ảnh mà má tư chia sẻ thì hiện không biết ai là chủ của khu đất này nhưng hiện tại thì căn nhà đó có vẻ đã bị bỏ hoang từ lâu không có người ở đời của cố nghệ sĩ khổ vì hai em còn chút tài sản để lại cho con gái mà chúng cũng không tha vẫn đeo bám vu oan cho hồng loan để cốp cho bằng được hết mới thôi người xưa đã dạy đó là làm việc xấu hại người khác thì sớm muộn quả báo cũng sẽ ập đến và ngày nhận quả báo của bọn cần cần đã và đang bắt đầu ứng nghiệm ở phần ngược lại hồng loan thì nay đã nhận được quả ngọt và được nhiều người yêu thương quan tâm giúp đỡ như chị ni là người đã sát cánh đồng hành về vật chất và tinh thần cũng như là người đại diện phát ngôn cho hồng loan và chị ni là người thế nào và đến với hồng loan ra sao xin mời mọi người nghe qua bài viết của nghệ sĩ lê tính chúng tôi xin phép chia sẻ lại để mọi người biết thêm vào câu chuyện sóng gió gia tộc nhé sóng gió gia tộc ni đàm phán tranh luận thuyết phục không có kết quả họ nhắm vào nhược điểm của hồng loan và đánh một đòn chí mạng bằng lá đơn kiện ngày 5 tháng 5 với lời thách thức nó ý nói hồng loan làm gì có tiền mướn luật sư bởi họ biết hoàn cảnh kinh tế của hồng loan vào lúc đó là vô cùng khó khăn tài sản của cố nghệ sĩ là bất động sản không thể đem cầm hoặc bán nhưng với những mối quan hệ xã hội, Hồng Loan lại không giao tiếp rộng rãi, các nghệ sĩ lại sợ vướng vào thị phi và án phí để theo một vụ kiện không phải là ít. Hồng Loan chỉ còn cách nhượng bộ và chấp nhận mọi yêu cầu khi họ đồng sở hữu. Thành công, việc chiếm hữu đối với họ sẽ dễ dàng, nhưng áo điên từng thu âm lén với những lời tâm sự của cố nghệ sĩ. Họ thừa biết nếu dựa vào clip di chúc miệng có diễn viên làm chứng thì sẽ không hợp lệ về thời gian và quy định và nhân chứng việc HP lập di bằng. Đoạn clip đó cũng là một cách để đe dọa áp đảo tinh thần của Hồng Loan với hy vọng thay đổi tình hình. Mắt thường, mắt camera, mắt cứu dọa, tất cả họ đều có. Nhưng còn những cặp mắt vô hình mà họ không bao giờ ngờ tới, đó là cặp mắt của ông Năm và cặp mắt của ông Trời. Ông Năm dù sao cũng là người phàm, ông Trời quyền phép vô biên mới có thể diệt trừ yêu nghiệt. Và ông Trời tuy ở tên cao nhưng ông vẫn thấy hết rõ ràng những người gì Trần gian đã làm và đang làm. Và ông Trời đã quyết định phái tiên mẫu nương nương hóa thân thành võ thị hồng niên hạ phàm để bảo vệ hồng loan và thế là hồng ni xuất hiện kịp thời không sớm cũng không muộn chẳng những hỗ trợ hồng loan chi phí để theo đuổi vụ kiện mà còn đại diện cho hồng loan phản kháng lại những yêu cầu và đòi hỏi vô lý vô căn cứ của nữ ma đầu và nữ ma mợ chắc quý vị còn nhớ cuộc đối thoại giữa chị ni và chị đại ngáo ộp nội dung đòi hồng loan trả lại tiền xây mộ và tiền giúp cho cố nghệ sĩ chữa bệnh khi còn sống trước những đòi hỏi chất vấn của chị đại ni đã phản biện hùng hồn bằng một thái độ dứt khoát không khoan nhượng thân tình giữ chưa mở miệng đóng miệng là anh linh này anh linh nọ đại diện cho anh linh quyết định dùng anh linh thu âm anh linh bất chấp lý do bất kể hoàn cảnh hiếm hoi lắm mới gửi tiền về giúp anh linh chữa bệnh giờ gọi điện đòi người sống phải trả tiền cho người đảo phức mà tiền đó là để giúp cho cố nghệ sĩ chữa bệnh chứ đâu có giúp vốn cho người ta làm ăn đâu mà hùng hổ đòi cho bằng được hợp lý giữ chưa khi mở miệng đóng miệng là đứa con nuôi đứa con nuôi bất hợp pháp biết là con nuôi bất hợp pháp mà cứ để đầu nó đòi tiền, sao không đi tìm cháu ruột, giọt máu còn sót lại mà đòi nó. Nó là gia đình, sao không đòi nó mà đi kiếm người dân nước lã mà đòi. Với lại, tiền phúng điếu, cháu ruột là người cất giữ, tiền xây si mộ, mấy cha, mấy má tự gom, tự chi. Con nuôi bất hợp pháp, có giữ cái nào đâu mà nó phải chịu trách nhiệm. Tất cả, đó chẳng qua là muốn ép Hồng lon vô đường cùng, để Hồng lon nhân nhượng, hòa giải, và rồi chấp nhận đồng sở hữu, cách chơi của chị Đại ngáo ọp. Dạ sẻn, bổn xỉn làm sao? có cửa ngang hàng với đẳng cấp thượng lưu của chị Đại Hồng Ni. Số tiền bỏ ra để lo cho luật sư của Hồng Loan, chưa kể những chi phí mua sắm giúp đỡ cho Hồng Loan làm ăn, như một cái tác trời giáng vào mặt em gái mưa. Với nhân sách bất tử người nhìn, tiền thì chi không lại, nhân sắc thì một trời một vực, trình độ thì khỏi phải bàn, bản lĩnh thì miễn so sánh. Thế là hồ nhau dùng chiêu trò dẫn dắt cộng đồng mạng, tung tin vịt tin giả, tin dỗm, nào là ni xúi dục Hồng Loan hãm hại người thân, ni lợi dụng Hồng Lon để chiếm nhà, chiếm đất, Nhi là tội phạm bị truy nã nói chung là những gì ghê gớm nhất kinh khủng nhất đều dành cho ni vậy mà tới bây giờ chị ni vẫn ung dung tự tại ý chí diệt ve vẫn trước sau như một không bao giờ và chưa bao giờ tỏ ra khuất phục chị ni livestream không phá bình luận ni không cần mua view cộng đồng mạng vẫn theo dõi đông vui tấp nập người theo dõi bình luận liên tục không kịp trả lời nội dung bình luận văn minh lịch sự lý do là vì sao vì ni livestream không phải để chửi ni livestream không phải để nhục mạ người khác đi không phải để từ con, không phải để vô lễ, trả treo với cộng đồng mạng. Không nhằm mục đích đổi trắng thay đen, lấp liếm, mập mờ trong việc quyên góp. Ni Lai Trim để bạch trần, đám người lưu manh, giả danh trí thức, mượn danh nghệ sĩ để làm những điều vô liêm sĩ. Ni từng ngày, từng giờ, cẩn thận, tỉ mỉ lau chùi, từng lớp son, phấn, hóa trang trên gương mặt đáng thương của nữ ma đầu. Để cộng đồng mạng nhìn rõ gương mặt mọc đầy giả tâm, chiếm đoạt thân phận và tài sản của người khác, nhận ra sức mạnh của cộng đồng mạng sau khi Hồng Loan tố cáo tại Hoa Viên Bình Dương kết hợp với kế hoạch sẵn có là dùng truyền thông dẫn dắt dư luận những nhân vật dị hợm từ từ xuất hiện mặt mâm ngang ngược bánh tét chửi người áo hoàng, diễn dở cô bún bò rễ hồng mong vảnh nghiệp nữ mỏ hổn á hậu hết thời ca sĩ giả nay chuyển viên lỡ thì youtuber bịt mặt họ cùng đồng tâm hiệp lực sát cánh chèn vai với hàng trăm nít ảo đồng loạt tấn công những youtuber, những facebooker, những nghệ sĩ, cô chú, anh chị em, những người đã dám lên tiếng vì hai chữ công bằng và bình đẳng. Họ dựa vào luật pháp đưa vào lý lẽ hay họ dựa vào đạo đức xã hội để bên vực đám người. Luật pháp, lý lẽ hay đạo đức, gia đình, hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu người khắp nơi trên thế giới đã lên tiếng phân tích, giải thích lý luận, khuyên nhủ những đám người đó vẫn sống bằng bốn nguyên tắc. Bốn không, không nghe, không thấy, không suy nghĩ và không chịu hiểu clip bằng chứng vẫn còn đầy trên mạng nền tảng xã hội. Luật pháp vẫn quy định, vẫn đang áp dụng những status, những comment du khống, bị đặt hăm dọa được các nhóm ủng hộ Hồng Loan lưu lại bao nhiêu, chưa đủ để họ dừng lại hay sao. Chẳng những chưa mà sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Mục đích là làm rối loạn và phân tán cộng đồng mạng, một sức mạnh vô đối đang từng ngày, từng ngày bảo vệ Hồng Loan trong kế hoạch đồng sở hữu dựa vào quyền lực mưu kế và sức mạnh lực lượng chưa từng bao giờ họ nghĩ tới hai chữ sao kê cho nên bằng mọi cách hai chữ sao kê sẽ không bao giờ có trong thời gian sắp tới